Chào nhà ha. Thì hôm nay mình pha canh dưỡng mình tưới nè. Nãy giờ mình tưới được mấy cây rồi ha. Đây là canh dưỡng ha, chiên mai vàng. Để nuôi cho cái tàn lá ôm sum xê ha. Thì xài này ha, 7 ngày tưới 1 lần. Tưới buổi sáng, có nắng tưới càng tốt ha, có mưa thì nghỉ. Né qua ngày 2 ngày. Tưới tiếp ha. Thì cứ 7 ngày tưới 1 lần ha. Chiên mai vàng. Nè, ra chồi ha, tạo nhiều cây đọt, mập đọt ha. Thì đây là mai con ha, chuyên mà cây mai mà nên là cách là trồng ha, cây mai con, cây mai trưởng thành đó. Thì liều dùng có đầy đủ chức năng đó ha, có ghi hết và nói chung mình cũng có tờ giấy, mình cũng có tờ giấy kèm theo ha để cho mọi người xem đó. Thì bây giờ là mình pha là cái thùng này, nãy giờ này mình pha là cái thùng này là 250 lít nước. Mình pha 5 muỗng này. 5 cái muỗng này ha, 5 cái muỗng này là cái muỗng 100 ml á. Mình pha 5 muỗng ha. Có nghĩa là 2 ml một lít nước á. Đó. Đó thì nó sẽ ra cái màu vật vợ kìa cả nhà. Nó ra cái màu vật vợ nè ha. Màu cánh gián vật vợ kìa nè, chứ không phải màu đen đâu, tại vì mình vô mình nhìn vô cái lu thấy nó màu đen á chứ nó vật vợ kìa ha. Đó. Thì giờ đi pha. Pha nãy giờ rồi ha. Giờ đi tưới. Nãy tưới 3 cây này rồi. Đó. Còn mà cây nào tưới thì tất cả các loại cây ha, tược non ra lần 2 ha, cây ghép này là tược non ra lần 2 cũng như là cây mà phôi tược non ra lần 2 thì tưới hết ha. Cứ cây là nhỏ nhỏ thì chọn nhỏ thì 1 lít ha, chậu lớn thì 2 lít, chậu lớn nữa 3 lít ha, nói chung là cây chậu 6 là 4 lít á. Trời ơi, mình đang quay phim mà ai gọi rần rần trống rồi. Cây ghép ha, đây là một bầy cây ghép ở đây. Sau khi mình tược nó ra lần 1 xong á thì mình chuyển qua cái cành giữa nè ha, còn mà mới gái ra thì vẫn xài cái kích rễ nè ha. Đó. Này rô ớt chín nè. Tược non răng là hai là chuyển qua cái cành giữa này tưới liền. Đây là những cây mai ghép ha. Anh em sẽ thấy cái canh dưỡng mà tôi xài khủng khiếp không? Chạy rất là nhiều. Nuôi cây mai ghép. Nói chung cây nào cũng tưới được hết á. Này chưa đủ nè. Tưới một miếng nữa cho nó mới đủ. Đó, cây mà tưới vô là tược ra ôm sùm là sao? Quá đã không? Thôi xin dừng video ở đây ha, để mình tiếp tục tưới ha. Quá nhiều cây. Thôi xin chào. Chúc cả nhà dễ ha.